Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, Lê Ngọc Hân, còn gọi là Công chúa Ngọc Hân hay Bắc Cung Hoàng hậu, là một nhân vật lịch sử nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Bà là công chúa nhà hậu Lê, sau trở thành thứ hậu nhà Tây Sơn với tư cách là vợ thứ của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ. Ngọc Hân công chúa kết hôn với người anh hùng áo vải Quang Trung đã vẽ nên một câu chuyện tình tuyệt đẹp trong lịch sử nước nhà. Thế nhưng, sau cái chết đột ngột của người chồng vĩ đại, Ngọc Hân đã phải chịu bao dị nghị cay độc, những nhiều lầm chớ chê của người đời. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng bà chính là người giết chết vua Quang Trung. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu trong video sau đây nhé! Hoàn cảnh nên duyên của công chúa Ngọc Hân và vua Quang Trung. Lê Ngọc Hân, sinh năm 1770, mất năm 1799, còn gọi là Ngọc Hân Công Chúa hay Bắc Cung Hoàng Hậu, là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam thế kỷ 18. Dân gian còn lưu truyền tên gọi Bà Chúa Tiên khi bà ở Phú Xuân vì dinh phủ độc lập ở Chùa Kim Tiên. Tương truyền, Công Chúa Ngọc Hân từ bé đã rất thông minh, diện mạo thanh tú, bản tính lại thủy mị, nết na. Chưa đầy 10 tuổi, công chúa chẳng những giỏi cầm, kỳ, thi, họa mà còn thuộc lầu kinh sử, thông thạo âm luật, ghi nhớ thơ văn cả Hán lẫn Nôm. Càng lớn, công chúa càng xinh đẹp, duyên dáng, đức hạnh, tiếng thơm lan tỏa khắp hoàng cung. Vua Lê Hiền Tông cũng đặc biệt yêu thương người con gái này. Tháng 5 năm Cảnh Hưng thứ 47, tức năm 1786, tướng nhà Tây Sơn là Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc với chiêu bài Phù Lê Diệt Trịnh. Diệt xong họ Trịnh, Nguyễn Huệ tới yết kiến vua Lê Hiền Tông. Do sự mai mối của Nguyễn Hữu Trình, vị tướng Bắc Hà vào hàng Tây Sơn, Ngọc Hân vâng mệnh vua cha thành hôn cùng Nguyễn Huệ. Khi đó, Nguyễn Huệ 33 tuổi và đã có chính thất là Phạm Thị Liên hay Bùi Thị Nhạn. Chuyện tình tâm đầu ý hợp của Ngọc Hân công chúa và Quang Trung hoàng đế. Dù có nhiều lời đồn thổi khác nhau, song dù sao bà cũng là công chúa một triều đại lớn, hậu Lê đã suy thoái, lại liên hôn với người đứng đầu Tây Sơn đang đe dọa nền chính trị của nhà Lê lúc bấy giờ. Mối duyên này được ca tụng là xứng đôi vừa lứa. Ban đầu, cuộc hôn nhân giữa Nguyễn Huệ và Ngọc Hân xuất phát từ ý đồ chính trị. Nhà hậu Lê gả công chúa cho nhà Tây Sơn nhằm củng cố mối quan hệ bang giao giữa hai phía Bắc Hà và Nam Hà. Nhưng trong quá trình chung sống, nàng công chúa Đức Hạnh đã chiếm trọn niềm tin và tình yêu của người anh hùng áo vải. Với sự dịu dàng, thuần khiết và cách cư xử nề nếp gia giáo rất đặc trưng của phụ nữ Bắc Hà xưa, Ngọc Hân đã chinh phục hoàn toàn người đàn ông dũng mãnh. Nguyễn Huệ vô cùng tôn trọng, nâng niu Ngọc Hân và luôn hỏi ý kiến bà về những ứng xử cần thiết với triều đình nhà Lê. Vài ngày sau hôn sự của Ngọc Hân và Quang Trung diễn ra, vua Lê Hiền Tông băng hà, triều đình rơi vào vấn đề chọn người kế vị. Lê Ngọc Hân nghĩ anh thân hơn cháu nên ủng hộ anh trai là Lê Duy Cận lên ngôi, nhưng lại bị tông tộc nhà Lê phản đối. Họ muốn lập Hoàng Thái Tôn Lê Duy Kỳ, con của cựu Thái tử Lê Duy Vĩ lên ngôi. Do áp lực của tông tộc, Ngọc Hân phải nghe theo. Lê Duy Kỳ được lập, tức vua Lê Chiêu Thống. Ít lâu sau đó, công chúa Ngọc Hân cũng theo lệnh công Nguyễn Huệ trở vào Thuận Hóa. Năm Chiêu Thống thứ hai, tức năm 1788, Nguyễn Nhạc nhường ngôi cho Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế trước khi ra Bắc để diệt quân Thanh, lấy niên hiệu Quang Trung. Ông phong Ngọc Hân làm Hữu Cung Hoàng hậu do chính thất Phạm Thị Liên hay Bùi Thị Nhạn đã được phong làm Trung Cung Hoàng hậu. Năm 1789, sau khi đại thắng quân Thanh, Nguyễn Huệ trở về, phong bà làm Bắc Cung Hoàng hậu. Công chúa Ngọc Hân có hai người con với Nguyễn Huệ là công chúa Nguyễn Ngọc Bảo và hoàng tử Nguyễn Quang Đức. Cái kết đau buồn và nỗi oan phẫn của nàng công chúa Đức Hạnh. Những tưởng sau khi diệt trừ quân Thanh, Quang Trung trở về thì công chúa Ngọc Hân sẽ có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên chồng con. Nhưng thế sự khó lường. Năm Quang Trung thứ 5, tức năm 1792, Nguyễn Huệ đột ngột băng hà. Sau đó, Nguyễn Quang Toàn là con bà chính cung Hoàng hậu Phạm Thị Liên hay Bùi Thị Nhạn lên nối ngôi, lấy niên hiệu là Cảnh Thịnh, sử còn gọi là Cảnh Thịnh Đế. Chính cung Hoàng hậu Phạm Thị Liên thân phận chính thất đã trở thành Hoàng Thái Hậu. Chồng mất, Ngọc Hân mang đau đớn gửi gắm vào bài thơ Ai Tư Vãn. Vậy mà bà lại bị nghi ngờ là thủ phạm hại người chồng đầu ấp tay gối của mình vì ghen tuông.
Lý do này quả thật khó mà thuyết phục đối với vị công chúa đức hạnh như Ngọc Hân. Theo bài Danh nhân Lê Ngọc Hân của Chu Quang Trứ, sau khi Nguyễn Huệ qua đời thì Lê Ngọc Hân mất hết quyền lực. Bà đưa các con ra khỏi cung điện Phú Xuân đến sống trong chùa Kim Tiền, Dương Xuân ở Huế, cạnh Đan Dương Điện với danh nghĩa thờ chồng nuôi con. Đến ngày 8 tháng 11 năm Kỷ Mùi, tức ngày 4 tháng 12 năm 1799 thì mất, lúc đó mới 29 tuổi. Lễ bộ Thượng thư nhà Tây Sơn là Phan Huy Ích đã phụng chỉ soạn 5 bài văn tế Lê Ngọc Hân cho vua Cảnh Thịnh, cho các công chúa, cho bà Nguyễn Thị Huyền, cho các tôn thất nhà Lê và cho họ ngoại ở làng Phù Ninh. Cảnh Thịnh Đế đã đích thân đọc trước Linh Sàng với thụy hiệu được truy tặng là Như Ý Trang Thuận Trinh Nhất Vũ Hoàng Hậu. Cả 5 bài văn tế trên còn được chép trong sách Dụ Am Văn Tập. Và theo tộc phả họ Nguyễn Đình, đang lúc triều đình Tây Sơn suy thoái, Nguyễn Ánh đã thừa cơ chiếm lấy kinh đô Phú Xuân. Ngày 18 tháng 11 năm Tân Sậu, tức ngày 23 tháng 12 năm 1801, hoàng tử Nguyễn Quang Đức mất khi mới 10 tuổi. Tới ngày 17 tháng 4 năm Nhâm Tuất, tức ngày 18 tháng 5 năm 1802, công chúa Ngọc Bảo cũng mất khi mới 12 tuổi. Theo biệt lục của tộc phả Nguyễn Đình, năm 1804, bà Nguyễn Thị Huyền vì thương con gái và hai cháu ngoại nên đã thuê người vào Phú Xuân đưa bà mẹ con Ngọc Hân đưa về bản dinh, tức dinh Thiết Lâm của bà. Ngày 16 tháng 7 năm 1804, bà cho an táng hài cốt bà Ngọc Hân, phụ chôn hoàng tử ở bên trái và công chúa ở bên phải. Nơi đó, nay là bãi Cây Đại hay bãi Đầu Voi ở đầu làng Nành, xã Phủ Ninh, nay là xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Gần 50 năm sau, dưới thời Thiệu Trị, miếu bị đổ nát. Một ông tú người làng Nành nhớ công lao của Chiêu Nghi họ Lê đối với dân làng đã quyên tiền tu sửa ngôi miếu. Không ngờ, có viên phó tổng cùng làng có thù riêng với ông tú đã lên quan tố giác về việc thờ Ngụy Huệ. Triều đình Huế liền hạ lệnh triệt phá ngôi miếu, quật ba ngôi mộ, vứt hài cốt xuống sông. Ông tú kia bị trọng tội, tổng đốc Bắc Ninh Nguyễn Đăng Giai cũng bị giáng chức. Em gái Lê Ngọc Hân là Lê Ngọc Bình, là con gái nhỏ nhất thứ 23 của vua Lê Hiển Tông, là vợ của vua Cảnh Thịnh, con trai của vua Nguyễn Huệ và chính thất. Sau khi quyền thần Bùi Đắc Tuyên bị dẹp vào năm 1795, Lê Ngọc Hân lúc sinh thời làm mối cho Ngọc Bình vua Cảnh Thịnh. Sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ, Ngọc Bình trở thành vợ vua Gia Long, tức Nguyễn Ánh, sinh được hai hoàng tử nhà Nguyễn. Trong bộ sách Quốc sử Di Biên do Phan Thúc Trực soạn vào năm Tự Đức thứ tư đến năm Tự Đức thứ năm, từ năm 1851 đến năm 1852 đã chép như sau. Năm Nhâm Tuất, Gia Long năm đầu 1802, ngày 21 canh thân, Thế Tổ Gia Long đến kinh thành Thăng Long, hào mục bắt anh em Nguyễn Quang Toản dân lên vua, dâng nộp bà phi Lê Thị Ngọc Bình vào trong cung vua. Khi nhà Tây Sơn mất, trong dân gian truyền tụng câu nói về bà Ngọc Bình: số đâu có số lạ lùng, con vua lại lấy hai chồng làm vua. Do chị em Ngọc Hân và Ngọc Bình có nhiều điểm tương đồng, hai bà đều là công chúa con vua Hiển Tông nhà hậu Lê. Hai bà đều sinh trưởng ở ngoài Bắc, lớn lên đều lấy chồng là hoàng đế nhà Tây Sơn, nghĩa là cả hai bà đều là hoàng hậu Phú Xuân. Do những điểm tương đồng căn bản đó mà những câu chuyện truyền tụng về cuộc đời hai bà gây ra sự nhầm lẫn giữa Ngọc Hân và Ngọc Bình. Qua Quốc sử Di Biên và một số tư liệu khác, các nhà nghiên cứu khẳng định rằng người lấy vua Gia Long là Lê Ngọc Bình, em gái của Lê Ngọc Hân. Lê Ngọc Hân là nàng công chúa đức hạnh và tài hoa, nhưng hậu vận lại không có chút may mắn nào của triều hậu Lê. Thân là công chúa, vâng mệnh vua cha mà gả cho vua nhà Tây Sơn. May mắn thay lại là người tâm đầu ý hợp với mình. Thế nhưng, câu chuyện tình của Ngọc Hân công chúa và Quang Trung hoàng đế chỉ kéo dài ngắn ngủi trong 6 năm, từ năm 1786 đến năm 1792. Sau khi chồng mất, bà cũng chỉ gượng sống được thêm 7 năm nữa thì qua đời ở tuổi chưa đầy 30. Đó là một chuyện tình đẹp được lưu truyền hậu thế và cũng để lại nhiều nuối tiếc. Có thể thấy, công chúa Ngọc Hân không chỉ có cuộc sống bi thương mà thanh danh của bà còn ảnh hưởng khi bị người đời đơm đặt những chuyện thị phi và phải chịu nỗi oan xuyên thế kỷ. Và ngoài công chúa Ngọc Hân thì trong cuộc đời của Hoàng đế Quang Trung còn có những bóng hồng khác nữa. Vậy số phận của những bà hậu này như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu trong phần tiếp theo của video. Không rõ Nguyễn Huệ lập gia đình khi nào, nhưng trong những năm tháng chiến tranh đánh Nam dẹp Bắc,
Nguyễn Huệ đã có một bà vợ họ Phạm quê ở Quy Nhơn. Năm 16 tuổi, bà họ Phạm được Nguyễn Huệ chọn làm vợ. Năm 30 tuổi, tức năm 1789, bà được phong làm chính cung hoàng hậu. Bà kém Nguyễn Huệ khoảng chừng 5-6 tuổi. Chính cung hoàng hậu đã có với Nguyễn Huệ 5 con, 3 trai, 2 gái. Một trong ba người con trai được lập thái tử là Quang Toản, về sau kế tục sự nghiệp của vua Quang Trung nhưng không lấy gì làm xuất sắc. Chính cung hoàng hậu họ Phạm là một người phụ nữ thôn dã, hiền lành, có lẽ không thuộc loại người khuynh nước nghiêng thành, đã gắn bó với Nguyễn Huệ trong những chặng đường chinh nam phạt bắc nên được Nguyễn Huệ rất mực quý trọng, yêu thương. Năm 1791, sau một cơn bạo bệnh hiểm nghèo, bà đã từ trần vào ngày 29 tháng 3 năm 1791. Mộ chôn ở dưới chân núi Kim Phụng, phía tây thành phố Huế. Vua Quang Trung đã cử hành tang lễ vô cùng linh đình, trang trọng cho bà. Nhà vua đã khóc một cách sầu thảm vì thương tiếc người bạn đời đã từng trải qua bao gian khổ, vinh quang với mình. Những bà vợ khác. Ngoài chính cung hoàng hậu, bà họ Phạm và bắc cung hoàng hậu, công chúa Ngọc Hân, Nguyễn Huệ còn ít nhất thêm ba bà vợ nữa. Có một bà là mẹ của Nguyễn Quang Thùy. Quang Thùy lớn hơn Quang Toản nhưng không phải là con của Phạm Hoàng hậu và cũng không phải là con của Ngọc Hân công chúa. Vua Càn Long nhà Thanh từng lầm tưởng Quang Thùy là con trưởng của vua Quang Trung khi Thùy trong đoàn sứ bộ sang chúc thọ bá tuần vua Thanh vào năm 1790. Vậy, ai là mẹ của Nguyễn Quang Thùy và tại sao bà này lại không được phong làm hoàng hậu? Bà Trần Thị Quỵ, người Quảng Nam. Không rõ bà Trần Thị Quỵ được Nguyễn Huệ chọn làm thứ phi năm nào và có con với ông hay không. Tương truyền, trong những ngày Tây Sơn thất thế, bà bị quân của Nguyễn Ánh bắt được đưa đến bãi cát Kim Bồng chém đầu rồi thả trôi sông. Thi hài của bà được nhân dân bí mật vớt lên khâm liệm và mai táng cẩn thận ở cánh đồng thuộc xứ Trà Quân, làng Thanh Đông, Quảng Nam, Đà Nẵng. Bà Phi họ Lê, người Quảng Ngãi. Bà này có một con trai với vua Quang Trung. Cuộc đời của bà và vị hoàng tử đó đến nay vẫn còn mờ mịt, không rõ bà được chọn làm phi trong khoảng thời gian nào. Bà Nguyễn Thị Bích, người Quảng Trị. Bà là con gái út thứ 16 của viên quan nhỏ vào Mạt Kỳ thời chúa Nguyễn ở Phú Xuân. Bà cũng có một con trai với vua Quang Trung. Sau khi triều Tây Sơn sụp đổ, bà trốn về Vĩnh Ân, nay thuộc xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định để nương thân. Lúc chết được chôn ở Gò Thỏ, Vĩnh Ân. Ngoài hai bà hoàng hậu và các bà vợ kể trên, vua Quang Trung còn dự định cầu hôn với công chúa nhà Thanh nhưng việc không thành vì ông qua đời đột ngột. Cái chết của vua Quang Trung mãi mãi còn là một nghi án lịch sử. Thưa quý vị, Quang Trung đột ngột băng hà để lại sự nghiệp dở dang và số phận của những bà vợ, những người con của ông hết sức bi thảm. Họ bị Nguyên Ánh tận diệt một cách tàn bạo, xóa sạch những gì liên quan tới Quang Trung Nguyễn Huệ. Nhưng cùng với huyền thoại bất diệt về người anh hùng áo vải cờ đao, họ vẫn sống mãi trong niềm tiếc thương của nhân dân. Đến đây thì thời lượng của chương trình xin phép dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.